I have met him more than once, and he strikes me as very rational. Tôi đã từng gặp ông Tập Cận Bình không chỉ một lần, và ông tạo cho tôi cảm tưởng ông là người có chừng mực, thận trọng, khôn ngoan và thông minh. Nhưng tất nhiên là toàn bộ khả năng và quan điểm của ông sẽ chỉ được biết rõ sau khi vị thế của ông đã được củng cố. Ngay lúc này, ông phải hành xử một cách rất thận trọng, không tạo ra những kẻ thù không cần thiết cho tới khi đã nhận được những sự ủng hộ cần thiết. Ông tỏ ra là một người thông minh, có sự chuẩn bị kỹ càng ở vị trí mà người ta cho là ông sẽ nắm giữ. But the bottom line is that I think he appears to be an intelligent, well-prepared individual for the post that he's about to assume.